Hello em, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay mình lại tiếp tục là đang đi xúc đất lên xe công nông và đang ở cái công trình xúc đất mà chở đất ra đi ra ngoài trong đường bê tông các bác. Hồi hôm trước thì có video thì em làm là xúc đất để cho các bác cái đi đổ mặt cái nền trường học, nhưng mà cái nền trường học đó xong rồi thì hôm nay là chuyển máy đến chuyển cái xe công nông này chuyển đến đổ đến một cái công trình mới các bác ạ. Công trình các chú ấy đang đổ là đổ xuống một cái khe này nó rất là cao, nó khoảng 8-10 mét cơ, nên là ở buổi sáng đây mình múc hết cái đoạn ở phần phía đằng trước camera này rồi, nhưng mà không gọi là thấy hòm gì ở cái đầu đằng trước các bạn, nên là hôm nay là cố gắng là xúc một buổi nữa, xong sau đó là mình sẽ chuyển máy đến một cái công trình khác, xong nó chờ vài hôm nữa thì tối tái mình lại quay lại để xúc tiếp cái công trình này. Nó lượng đất xúc đi nó quá là nhiều, mà bây giờ mình ra đây làm cũng được 2-3 ngày rồi, cái lượng cái việc tồn lại cũng rất là nhiều, nên là lâu lâu là mình phải đi để mình giải quyết những vấn đề khác. Lúc thì như mai là cái chủ máy báo hình như là có cái máu thì phải, có máu nhà, cho nên là phải đi để đào cho người ta, không có là người ta xem ngày rồi các bác. Cũng dở ở chỗ đó. Và bây giờ ngày mai nếu mà để mà làm một ngày nữa thì cũng không thể xong được cái công trình này. Công trình này thì nó khá là nhiều đất, có đổ nhiều nhà khác nhau, còn rất là nhiều đất. Hôm trước thì em có đi ra cái chỗ đổ đất đó rồi, nhưng mà do là cái lúc đó em không cầm camera thì cũng ngồi cũng đông. Cái này có cái bạn vừa chạy về, là bạn ấy là đi phụ máy đây anh em ạ, nhưng mà chưa có thời gian để chia sẻ cùng với lại các bác. Hôm nào có thời gian thì chia sẻ với các bác cái em phụ máy đi theo mình nhá. Rồi sẽ làm nhiều video để chia sẻ với lại anh em hơn là về cái bạn đi phụ máy, thì cho các bác cùng gọi là học phát triển để các bác đi. Em mới đi học từ bây giờ là 2 ngày rồi, mình đã cố gắng phấn đấu là gọi là bồi dưỡng cho em ấy khoảng độ 3-4 tháng là cho ra nghề thôi. Đấy. Cái gì mà không biết cô ấy là mình chỉ bảo luôn để cho em ấy học là nhanh nhất có thể. Có là bây giờ mà cứ đi theo đến hàng năm rời ra thì không được. Công sức là học càng nhanh càng gọi là mình tả càng dễ hiểu càng tốt. Cái xe ở phía bên trên này thì là nó ngắn thôi nhá, ngắn nhưng mà nó lại cái cơi của chú ấy lại cao, nên là đất xúc vào thì với tất cả mọi xe thì cũng gần tương đương nhau, là có xe thì nhiều hơn một gầu thôi, không đáng kể mà nhiều không ạ. Này thì mình cứ xúc là nó có phần đá, phần đá này thì bỏ nó ra đấy, không có đâu. Nó bị gọi là nó bị rơi ra đường ấy, nếu mà rơi ra đường là xe máy hay là chú ý lái xe cũng không thì trổ vào thì rất là nguy hiểm, bởi vì là bây giờ cái xe xúc đã đầy bên này rồi, nó có cái chóp lên trên rồi, rất là sợ rơi ra đường. Cái cầu này hơi đầy này, làm nữa thì mình sẽ lấy cái cây để mình chọc nó đi, mà do là xe với cái chuyến này là các chú ấy vừa nhỡ một chuyến là về đều quá, về đều cái này là mình vậy mà chúng là một lúc thôi, là một lúc nữa là xe nó về dồn về rất là nhiều, xúc lại cao hết đi đây các bác, vì vậy là xúc cho nó cũng đều đều, lúc nào mà xe nhỡ một chuyến đi về muộn nên là cũng sẽ chọc qua cái cầu, mà cái đất này nó cũng không dính nhiều đúng không ạ. Bác lái xe kìa, bác đi tái quay ra đường này rất là tự nhiên luôn, quay vào ta ly, quay vào đất thì phải quay ra đường.
xúc đất ở cái phía đằng dưới thì là bao giờ cái gầu đất của mình cũng ép được cái đất nó đầy hơn các bác nhé, cũng nhiều hơn hơn là so mình xúc ở trên mặt bằng. Mặt trời thì cũng xuống qua cái núi cây mai kia rồi, hy vọng là mát mẻ đi thì mình làm nó sẽ đỡ bị chói mắt hơn. Trước thì cái mặt trời nó dọi cái đầu dưới này này, mình rất là khó xúc ở cái đầu dưới này, dọi vào mắt thì mình không thể nào mình xúc được. Bây giờ mặt trời nó cũng mát mẻ rồi, xúc rất là dễ rồi. Rồi cho xe đi nhé, xe đi thì mình thấy đi xuống rồi mình sửa lại cái chỗ này để cho xe lát để cho xe lùi vào đây, mình xúc ở trên cái trong cái ta ly này, mình quay dưới này xúc cho nhiều đất này nha, không xúc ở đằng trên nữa, đằng trên là ít hơn, với lại là có một cái tròn cây ở đó thì mình muốn xúc đến đâu cho nó gọn luôn đến đấy các bác, không để nó xúc mỗi chỗ một tí đâu. Quay máy vào trong đi coi để cho chú Trung Long chú xem vào đây nhá. Chú ý thấy mình làm ở đây là chú ý sẽ tự động cũng vào đây thôi. Xúc ở chỗ nào càng đất tơi càng nhiều đất thì mình xúc càng nhanh đầy xe. Xe sẽ tự động vào luôn. Đó là một đội đi làm với nhau, hợp nhau, hiểu nhau rồi ấy, thì không cần phải nhắc đâu các bác ạ. Mình cứ quay gầu qua đâu là các chú ấy sẽ đi vào đó. Đấy. Mà mình làm lúc nào mình cũng dọn đường nước sạch sẽ cho bắt đầu là mới xi nhan để cho xe vào thôi. Chứ không phải là để nó mắc hết chỗ nọ, hết cái nọ cái kia xong rồi bắt đầu mới tít còi để cho xe vào đâu. Làm như vậy thì rất là hay bị xe đó, kiểu cái lúc ra có hàng rồi các bác, ra nó cứ trồ lên cái khung đất rất là khó đi, rồi thì lúc này xe lại khói xanh khói đỏ ra mà không ra được khỏi cái chỗ bệ máy. Chỗ này là do là cái hai cái mặt bằng, cho nên là hai cái mặt bằng nó không khớp với nhau ấy các bác, nên là mình phải ở cái chỗ cái thế là mình làm cái máy mặt bằng máy nó phải bằng, nó sốc nó sẽ nhanh hơn, đúng nó cân nó không bị nghiêng như nó nghiêng như kia. Cái chuyến này là xe của chúng kia về là sẽ là có hai xe về cùng nhau thôi nhá. Nhã này thì xe xanh thì chủ nhã mà, thì là chủ nhã sẽ đi một mình. Thì chủ nhã thì về trước, còn hai xe kia là về gần như là cùng nhau. Xúc cái một gầu này nữa, và nó cân xe. Thì còn cái là chú ấy sẽ tự động chú ấy đi. Đấy, anh em thấy không? Chú ấy lên số 2 à? À, đằng trước kia có một cái chú xe công nông chú ấy về. Trong cái ta ly cái chỗ đất cũ này nha các bác nhá. Đây nó vào đây là có thể là xuống đây không? Lượng đất này xúc thì một bệ máy thì một ngày thì chỉ khoảng độ 5-7 mét thôi các bác ạ. Không được nhiều lắm đâu. Và khối lượng đất đi ra thì cũng rất là nhiều. Trong cái khu bên trên này nó là có một chòm cây quá, nên là mình sẽ để lại cái chòm cây đó, không xúc cái chòm cây đó thì mà xúc đi thì là thì nhà đã bắn vào cái bên trong kia một chút rồi, mình sẽ không xúc cái cây đó đi. Mình xúc cái xe này xong rồi mình sẽ kết thúc cái video đây anh em nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.
chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nhá. Anh em xem video thì hãy cho mình xin một like, hãy comment cái ý kiến đóng góp của các bác video để giúp em cải thiện chất lượng video cũng như là chất lượng cái công trình. Có những cái thì bây giờ nhiều khi là mình cũng nói cũng không đúng, hoặc là cái cách làm cũng không được tối ưu lắm đấy các bác. Mỗi người một cách làm khác nhau, mỗi người một ý tưởng, nên là rất là cần những cái ý kiến đóng góp của tất cả các anh em nào mà làm lâu năm cũng như là có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hơn. Mình thì cũng không giấu sốt đâu các bác, có cái gì thì mình đều nói ra, thì kể cả là mình sai thì mình sẽ bảo cùng anh em cùng sửa luôn. Thôi tạm biệt, chào tạm biệt nhé, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Ok, chào tạm biệt. Ok, xe này đầy rồi. Ok, chào anh em nhá.